vì sao ngắt chai bia nào cũng có 21 năm cưa cùng em hãy tìm hiểu nhé những năm 1880 trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều các loại nước giải khác có ga cả bia nhưng việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn vì các loại nút bằng gỗ, sứ hoặc kim loại đều không bảo đảm được độ kín dẫn đến chất lượng bia bị ảnh hưởng rõ rệt. Quyết tâm ngăn hiện tượng này, bên tàu đã phát minh ra loại chiếc nắp chai vương miện. Nắp chai mới có phần viền lượn sóng và một miếng lót phía trong nhằm ngăn chất lỏng tiếp xúc với miếng kim loại. Những nắp bia đầu tiên có 24 răng cưa. Mọi người đều sử dụng loại nắp chai này và họ phát hiện ra rằng vì có quá nhiều răng cưa nên nắp chai bia quá chặt và rất khó mở. Sau nhiều thí nghiệm lặp đi lặp lại, số lượng răng cưa cuối cùng được điều chỉnh thành 21 như ngày hôm nay. Nhưng tại sao lại là 21 răng cưa? Đầu tiên, 21 là bội số của ba. Trong nguyên tắc cơ học của vật lý, ba điểm chống đỡ một vật nào đó là ổn định hơn so với hai hoặc bốn điểm. Thứ hai, nắp chai phải đáp ứng hai yêu cầu cơ bản, một là niêm phong thật kỹ, hai là cố định chắc chắn. Nắp chai có 21 răng cơ thỏa mãn được cả hai yêu cầu này. Cuối cùng, vì bia chứa một lượng ga nhất định, khi mở không đúng cách có thể dẫn đến áp suất không đều bên trong chai, khiến người sử dụng bị tổn thương. Nắp chai 21 răng có thể bảo đảm an toàn cho người sử dụng khi mở nắp. Hơn nữa, thiết kế lượn sóng của nắp làm tăng ma sát tạo điều kiện giúp việc mở nắp chai thuận tiện hơn. Do hiệu suất tốt nhất về độ kín, độ cứng và dễ mở, nắp bia 21 răng cửa đã được hoàn thiện và trở thành tiêu chuẩn quốc tế như ngày nay. Theo dõi hạnh bia bọt để biết thêm nhiều điều thú vị về bia.